Đây là cái mẫu Zippo mà anh em hỏi mấy ngày hôm nay. Thì ở đây hôm nay em sẽ khui cho mình cái hộp new phonebook của nó như thế nào. Thì cái này là đồng nguyên khối rồi. Đó. Và đây thì là cái tàu chiến mà mấy anh em hay hỏi, cái CV6A. Đây là cái tàu Kitty Hawk của Mỹ. Và cái tàu này là cái tàu trực thuộc và cũng là cái tàu chuyên chở rất nhiều binh chủng khác để đi tham chiến nhá. Đây. Đây nó còn nguyên tem đỏ. Đây hôm nay em sẽ khui cái tem đỏ này ra cho mọi người xem thử. Đây, đây. Bình thường là khui tem đỏ ra thì nó sẽ như thế này nha các anh. Đó. Bên trong còn đóng hết cả bụi luôn. Tất cả cái này nó đều là new phonebook nhưng mà để lâu, thời gian để lâu bảo quản thì nó sẽ là kẹt đá hoặc là nó sẽ bị đóng bụi như thế này này. Như chiếc này là để quá lâu rồi. Đấy, còn bụi, rất là bụi. Như những chiếc này thì mình có thể là chỉnh tiếng hay là chỉnh tất cả các thứ đều được nhé.